tiện ích Unity Arch, viết tắt là KUA, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây là 1616 Blue Azaloy. Chúng ta sẽ dùng dây thẳng. Chúng ta sẽ dùng dây thẳng như thế này để chúng ta bẻ. Và bước đầu tiên là chúng ta sẽ bẻ một cái từ phần đuôi dây, chúng ta sẽ bẻ một cái vuông góc lên. Và chúng ta sẽ sử dụng cái kiềm nan. Chúng ta sẽ sử dụng kiềm nan. Ở clip này thì chúng ta sẽ làm từng bước chậm và một, cho nên là quý bác sĩ có thể chuẩn bị kềm nan dây BE1616, mẫu hàm, bút đánh dấu để chúng ta có thể kết hợp làm. Chúng ta có thể sử dụng thêm cái kềm De La Rosa để chúng ta xử lý. Thì đây là kềm nan, thì cũng có thể mua của RMO, cũng có thể mua của nhiều hãng khác nhau. Để kiềm nan chúng ta sẽ có nhiều bậc và các cái kích thước đã được quy ước của các bậc. Sau khi chúng ta làm được cái bước 1, chúng ta bẻ một cái vuông góc ở phía đuôi, thì chúng ta, đây là chân đứng. Chân đứng từ phía xa, đây là chúng ta bẻ từ phía bên răng 6 bên này sang răng 6 bên kia. Chúng ta không tạo form trước mà là chúng ta bẻ theo cái chân, sau đó thì chúng ta mới tạo form. Đó là cái cách để chúng ta bẻ. Chúng ta sẽ sử dụng các cái bậc ở trên kiềm nan để chúng ta đánh dấu và làm sao đó chúng ta bẻ được các cái chân của cái cung UA này nó bằng nhau để nó cân xứng. Thì chúng ta sử dụng cùng một cái bậc để bẻ cho tất cả là 4 cái chân UA. Thì chúng ta có thể sử dụng bậc 1 hoặc bậc 2. Thông thường chúng ta sử dụng bậc 2 là vừa đủ. Chúng ta sẽ bẻ vuông góc sang. Và cái phần này nó sẽ song song với phần cung chính. Đây là phần cung không đi vào cái mắc cài. Có phần đuôi sẽ đi vào răng cối, răng hàm lớn. Đây là, và chúng ta sẽ luôn luôn kiểm tra xem thử là nó có thẳng với cái phần đuôi không. Đó, và nó bị biến dạng hay không. Dạ. Nó sẽ phải nằm trên cùng một đường thẳng với phần đuôi. Nằm trên cùng một đường thẳng với phần đuôi. Để đảm bảo, và chúng ta phải kiểm tra là mặt phẳng dây nó sẽ không bị xoắn. Chúng ta đã xong bước đầu tiên, có phần đuôi dây đi vào cái tuýp răng số 6 và chân đứng đầu tiên. Và bước đầu tiên chúng ta sẽ được cái hình thái như thế này. Nếu quý anh chị chúng ta thực hành lâm sàng, thực hành trực tiếp thì chúng ta có thể dừng clip để chúng ta làm. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần này, phần dây này nó sẽ được song song và nằm trên một đường thẳng với phần đuôi đi vào cái chỗ răng số 6. Không xoắn dây, chúng ta kiểm tra không có xoắn dây. Không có xoắn dây, không có tọt ở đây. Nó rất là cân xứng với cái phần hai đoạn dây này sẽ cân xứng với nhau. Mặc dù là nó được bẻ ở đây thì chúng ta thấy là nó rất là cân xứng. Rất ok. Đó là bước 1. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa lên trên miệng bệnh nhân. Có thể chúng ta đang bẻ trên bệnh nhân hoặc là chúng ta đang sử dụng mẫu hàm. Đó, thì chúng ta sẽ đưa cái phần đuôi vào cái ống răng số 6. Đó. Nếu mà chúng ta bẻ trực tiếp lên bệnh nhân thì ok là vậy. Còn ở cái bước này thì chúng ta sẽ làm giống nhau. Chúng ta chưa cần phải đánh dấu gì ở đây cả, bởi vì chúng ta bẻ từ đuôi bên này sang đuôi bên kia. Chúng ta không bẻ từ giữa. Bây giờ chúng ta, nếu mà ở trên lâm sàng thì chúng ta cũng sẽ tương tự như vậy, chúng ta sẽ đưa vào đây. Đây là mẫu hàm, thì chúng ta, mẫu hàm hay lâm sàng thì chúng ta sẽ đều đo vào cái ống phụ ở phía lưỡi, à phía lợn, phía nướu. Đưa vào ống phụ ở phía nướu của cái tuýp răng, tuýp đôi răng số 6. Chúng ta sẽ dùng ống phụ. Ống chính chúng ta sẽ đi dây chính, còn đây là ống phụ của răng số 6 để chúng ta đi dây UA, dây cung tiện ích. Đó, chúng ta đặt vào, sát vào cái ống phụ. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đánh dấu cái vị trí bẻ ở phía trước. Đứng
đứng sát đấy, chúng ta phải để ý là chúng ta để cho cái dây cung nó sát vào cái phía gần của cái tuýp răng số 6. Đó, trong trường hợp chúng ta để sát như vậy thì là cái răng số 6 nó sẽ không di chuyển. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn răng số 6 nó được di chuyển đấy, thì chúng ta sẽ phải kéo dịch nó ra ngoài để chừa cho cái khoảng di chuyển của răng số 6. Đó là trong mục đích điều trị của chúng ta. Nếu chúng ta không có cái mục đích về việc để ra răng 6 di gần thì chúng ta phải để sát như vậy. Và chúng ta bắt đầu đánh dấu ở cái bước tiếp theo. Chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí ở phía chúng ta sẽ đánh dấu ở phía giữa cái răng số 3 và răng số 2. Cái việc chúng ta làm ở trên cái mẫu hàm này thì nó cũng tương tự như cách chúng ta sẽ làm bẻ trực tiếp trên bệnh nhân thôi. Nó không có gì phức tạp cả. Bây giờ chúng ta sẽ giữ cái dây cung bằng ngón cái ở bên tay trái. Và chúng ta sẽ vuốt nó đến ra phía trước. Và chúng ta đánh dấu ở phía xa của cái mắc cài đang ở bên. Ở đây thì chúng ta sẽ thao tác cũng tương tự như là hàm trên, cũng tương tự như là hàm dưới thôi. Chúng ta thao tác giống nhau. Đây chúng ta đang đặt ở trên mẫu hàm của hàm dưới và chúng ta sẽ đánh dấu, giữ chặt dây. Chúng ta sẽ đánh dấu ở cách cái rìa phía xa của mắc cài răng cửa số 2, răng cửa bên là 2 mm. Chúng ta không đánh sát vào mà chúng ta cách cái mắc cài răng số 2 khoảng 2 mm. 20 mm, đây chúng ta đã nhìn rõ từ trên xuống dưới như vậy, nó là 2 mm 2 mm. Và đây là cái dây BE 16 16, Blue Zeloy 16 16. Và chúng ta lấy cái dây cung ra khỏi miệng bệnh nhân cũng như là khỏi mẫu hàm. Chúng ta sử dụng cái mà nan để chúng ta bẻ vuông góc lên. Chúng ta sẽ bẻ vuông góc lên. Chúng ta kẹp thì cách cái điểm đánh dấu, cách điểm chúng ta vừa đánh dấu khoảng 1 mm. Và chúng ta bẻ vuông góc lên. Cái điểm cặp kim cách cái điểm chúng ta đánh dấu về phía xa là 1 mm. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái sự cân xứng của dây. Nó có thẳng với phần dây phía với cái chân dây ở chân UA ở phía xa không? Chúng ta sẽ bẻ vuông góc lên và nằm trên cùng một cái mặt phẳng với cái chân của UA ở phía trước mà chúng ta đã bẻ. Cùng một mặt phẳng như vậy. Chúng ta luôn luôn phải kiểm tra chúng xem được có bị xoắn không, có bị biến dạng không, có bị thêm to không. Chúng ta phải chỉnh như vậy. Xong rồi chúng ta sẽ làm tỉ mỉ từng bước một, chúng ta sẽ sang. Lúc này chúng ta đã sử dụng bậc 2 để chúng ta đánh dấu chiều cao của lúc chiều cao của chân đứng, thì bây giờ chúng ta sẽ cũng sẽ sử dụng bậc 2 để chúng ta bẻ cái chân đứng ở chân đứng số 2 của cái UA. Chúng ta sẽ nhìn như thế này. Phải đảm bảo là vuông góc. Sử dụng bậc 2 nhé, chúng ta vẫn sử dụng bậc 2. Chúng ta bẻ thành đứng phía trước. Chúng ta bẻ ra phía trước. Vuông góc. Và như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái chân nó bằng nhau. Hai cái chân bằng nhau. Rất đơn giản. Bằng nhau. Và chúng ta điều chỉnh để cho cái phân đoạn nằm ngang nó sẽ được song song và thẳng hàng. Đó. Chúng ta đã kiểm tra rất là kỹ càng, rất là tỉ mỉ. Và nằm trên cùng một mặt phẳng. Chúng ta có thể đặt xuống trên cái mặt phẳng để chúng ta kiểm tra.
Đó. Chân điều chỉnh cho nó đạt được cái góc độ vuông. Tất cả đều là góc vuông. Và bây giờ chúng ta lại đưa lên miệng bệnh nhân hoặc là đưa lên mẫu hàm để chúng ta đo. Chúng ta lại đưa cái đuôi dây vào trong cái tuýp của răng số 6. Và chúng ta đã giữ chặt nó. Chúng ta đưa nó sang cái khe mắc cài, đi qua cái vùng khe mắc cài răng cửa của hàm dưới. Đây là răng cửa nhé, chúng ta đang bẻ hàm dưới. Và chúng ta sẽ đánh dấu, chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đánh dấu ở phía giả sử đây là trong ca này đó, thì chúng ta đã có bốn răng cửa thẳng hàng nhé. Tất nhiên là sẽ tùy thuộc vào từng ca, chúng ta sẽ có thể là làm đồng thời làm san phẳng hoặc là chúng ta làm san phẳng trước đó. Tùy theo cái trạng thái của ca lâm sàng mà chúng ta có, và mục tiêu chúng ta muốn làm là chúng ta có muốn là sử dụng đồng thời cái việc là leveling cộng với cái UA hay không. Nếu có, chúng ta hoàn toàn cũng có thể tích hợp những cái mà làm dàn đều. Còn nếu không thì chúng ta có thể dàn đều trước, hoặc là nếu không nữa thì chúng ta vẫn có thể là làm cái UA mà nó chỉ đi qua hai cái răng cửa đã thẳng hàng. Đấy. Thì tùy vào từng ca lâm sàng như vậy. Chúng ta sẽ đánh dấu ở phía xa của mắc cài răng số 2 cũng 2 mm. Cũng 2 mm. Cách mép xa của răng 2 là 2 mm. Và chúng ta vẫn còn một đoạn dây khá là dài ở đây. Và để sau khi đánh dấu xong thì chúng ta sẽ đưa cái dây ra. Nếu mà nó có kẹt dây ở chỗ này á, là chúng ta sẽ phải nhẹ nhàng để chúng ta gỡ nó ra. Chúng ta đừng kéo mạnh vì nó sẽ bị biến dạng dây. Đây dây BE là dây mềm. Có thể nó bung mắc cài hoặc là nó sẽ tuột dây. Chúng ta dùng cái kềm Wingard hay là cái kềm gọi là kềm luồn dây để chúng ta xoay cái mặt phẳng của dây một chút để chúng ta lấy nó ra khỏi cái slot mắc cài. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kìm nan để chúng ta bẻ tiếp ở cái vị trí mà chúng ta đã đánh dấu, bẻ một cái chân số 3. Chúng ta sẽ để cái vị trí bẻ cách về vị trí đánh dấu khoảng 1 mm, cách về phía xa cái vị trí đánh dấu khoảng 1 mm. Và chúng ta sẽ bẻ vuông góc. Vuông góc. Chúng ta sẽ bẻ vuông góc như thế này ạ. Chúng ta phải kẹp kềm dịch ra cách vị trí đánh dấu một chút xíu thì chúng ta mới bẻ được cái dây cung đúng vị trí đó. Bởi vì là dây cung nó có một cái độ dày. À, chúng ta sẽ phải bẻ dịch một chút thì nó sẽ mới mới đúng cái vị trí đó. Chuyện này thì nó rất là đơn giản, chúng ta rất là dễ hình dung cái việc này. À, và ở đây thì chúng ta đã nhớ là chúng ta chuẩn bị bẻ, thì trước khi chúng ta bẻ cái tiếp theo thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái sự thẳng hàng. Chúng ta sẽ kiểm tra sự thẳng hàng tại thời điểm này của các cái chân đứng. Các chân đứng này nó phải song song với nhau. Và chúng ta sẽ điều chỉnh nó trước khi chúng ta bước sang bước tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ điều chỉnh như vậy rất là tỉ mỉ để làm sao cho nó không bị thay đổi hình dạng của cái dây, không bị xoắn, không bị tọt, nó song song với nhau. À, chúng ta đã đi được 1/2 của cái cung UA.
Ở đây thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái bậc số 2. Vẫn là bậc 2, vẫn là cái bậc mà tạo cái chiều cao của cái chân lúc số 1 và số chân chân UA ở phía hai cái chân UA trước đó. Thì chúng ta vẫn sử dụng cái bậc 2 và chân nó sẽ có độ cao là bằng nhau. Đó. Và sau đó chúng ta lại chỉnh cái sự thẳng hàng của dây. Lại chỉnh sự thẳng hàng của dây. Rất đơn giản. Chúng ta lặp lại các bước như vậy. Các bạn sẽ kẹp kềm và chúng ta sẽ nhìn các cái hướng để đánh giá cái sự thẳng hàng, sự cân xứng. Chúng ta có thể để xuống bàn để kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ, bởi vì là phần đuôi dây nó sẽ dài, chúng ta đưa vào miệng bệnh nhân nó sẽ khó chịu. Thì bây giờ chúng ta sẽ ước lượng cái khoảng dây mà chúng ta cần dành phần còn lại cho cái UA và chúng ta ướm như vậy. Đấy. Và chúng ta sẽ cắt dư ra một đoạn dây. Đấy. Để khi mà chúng ta đo ở trên miệng bệnh nhân nó ít khó chịu cho bệnh nhân. Chúng ta xoắn ở phần đuôi. Sau khi chúng ta áng chừng rồi thì chúng ta sẽ để lại một đoạn dây và chúng ta sẽ dùng kiềm thuyết để cho bẻ cong nó lại cho đỡ khó chịu cho bệnh nhân, rồi chúng ta sẽ sử dụng kiềm cắt để chúng ta cắt. Như vậy chúng ta sẽ có cái đoạn dây này là đoạn dây cần đủ để mà chúng ta làm cái UA và chúng ta bẻ nốt cái phần chân số 3 chân số 4 của cái UA này. Thì ở đây chúng ta sẽ ướm vào trong miệng bệnh nhân, nó sẽ đỡ khó chịu nhất. À, chúng ta ước lượng cái khoảng dây, xong đó thì chúng ta cắt đi cái đoạn dây mà thừa, chúng ta chỉ giữ lại cái phần dây mà đủ, vừa đủ cho chúng ta để chúng ta thao tác thôi. Đó. À, trước khi chúng ta đưa lên để ướm lên trên miệng bệnh nhân thì chúng ta sẽ tạo hình form cong đã, làm đường cong đã để chúng ta đưa lên miệng cho nó thuận lợi. Chúng ta sẽ sử dụng kềm De La Rosa, là kềm có cái lòng máng như thế này. Đó, chúng ta bóp cái phân đoạn đi vào răng cửa. Đó, để tạo ra một cái đường cong như thế này. Bẻ từ cái góc bên này sang góc bên kia. Chúng ta cái kềm này cũng có thể gọi là hollow chop, kềm tạo dạng không hollow chop. Hoặc là kềm De La Rosa theo cách quen gọi của các bác ở Việt Nam mình thì là sẽ quen gọi là kềm De La Rosa. Cái mỏ rất là rộng và bóp cái bóp dây để tạo hình. Cái kềm này nó có những cái góc được bo tròn trơn và nó rộng á, thì kềm này nó có cái mỏ rộng. Lưu ý nó sẽ khác với kềm De La Rosa mà chúng ta thấy ở trên thị trường á. Cái kềm này của đây, kềm này của chúng tôi là nó rất to, cái bản của nó rất to và nó cho phép bỏ bẻ một cái
cung khá là đẹp, khá là rộng, trơn tru. Nó không bị bẻ gập đối với những cái De La Rosa mà hẹp. Và cạnh của De La Rosa nó không bị sắc. Mình có thể bấm với cái kềm này thì mình có thể bấm tối đa. Bấm tối đa thì nó vẫn không có làm gập dây. Cái này thì nó vẫn cho phép làm đó, tạo đường cong, tạo được một cái đường cong cong của cái cung rất là trơn tru. Với cái kềm La Rosa, chúng ta cần phải lựa kềm khi mua. À, không cần thiết, cái nó chỉ là cong thôi nhá. Cung này là chỉ là cong đủ theo cái cung răng thôi, chứ cần không nhất thiết nó phải là một cái dạng cung gọi là hoàn hảo. Chúng ta đưa cái dây cung vào trong miệng bệnh nhân, đặt tạm vào cái khe mắc cài của răng cửa đó, và chúng ta sẽ kiểm tra lại cái sự cân xứng hai bên. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đo ở phía bên còn lại. Chúng ta sẽ đo dây ở bên còn lại. Lúc nãy chúng ta đã bẻ cái đuôi dây là tròn, cho nên nó sẽ không bị chọc vào cái má của bệnh nhân. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ đánh dấu cái mắc cài ở ngay sát dây cung. Dây cung ở ngay sát cái vị trí tuýp, vị trí phía gần của cái tuýp răng số 6. Chúng ta để ngay sát như vậy. Đó. Ngay tuýp răng 6. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, tháo dây ra, và chúng ta sẽ bẻ cái chân thứ tư của cái cung tiện ích unilitias ngay tại vị trí mà chúng ta đã đánh dấu. Chúng ta sẽ kẹp dịch ra phía phía gần một chút xíu. Hơi ở phía gần một chút. Và chúng ta bẻ lên thì nó sẽ đúng chính xác cái vị trí mà chúng ta đánh dấu. Bẻ vuông góc lên. Đó là cái chân số 4 của cái hoa này. Kiểm tra sự cân xứng và nó vuông góc. À, nó sẽ vuông góc với cái phần thân ngang. Chúng ta dùng cái bậc 2 như thế này để chúng ta tiếp tục bẻ cái chân. Độ cao của cái chân này sẽ bằng độ cao của ba cái chân phía trước, và chúng ta bẻ kết thúc. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được một cái UA, chưa có một cái thông số kỹ thuật gì cả, một UA với cả bốn cái chân UA như thế này, là cung cung tiện ích unilitias. Bây giờ chúng ta sẽ cắt phần đuôi dây bị thừa, chỉ để lại phần đuôi dây đủ để mà đi vào tuýp của răng số 6 thôi. Khi mà chúng ta ước lượng ở cái phần để mà đo và bẻ cái chân cuối của cái UA này bằng kinh nghiệm của chúng ta, bằng tay của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được dây rất là nhiều. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy. Và để hoàn thiện thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo cái sự cong hoàn thiện của dây cung theo cái cung răng. Chúng ta sẽ sử dụng De La Rosa. Đây là De La Rosa có cái mỏ hẹp, nó sẽ tạo ra cái góc gập hơn, nhiều hơn so với De La Rosa cái mỏ mỏ rộng. Đó, chúng ta có thể xoay theo chiều ngoài trong để chúng ta bóp bóp nhẹ thôi. Với cái mỏ mỏng ở mỏ 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 hẹp này thì chúng ta sẽ bẻ nhẹ thôi. Đó. Cái này nó sẽ dễ bị gập, nó dễ bị gập hơn cái kềm La Rosa mỏ mỏ dày à mỏ 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 rộng. Cái này mỏ hẹp, kẹp theo chiều ngoài trong.
Để chúng ta bóp làm từ từ. Và đây thì chúng ta thêm cái bể tâu in một chút để cho nó có sự cân xứng hai bên này. Cùng cái đuôi đi vào cái tuýp răng số 6. Vì nó ở đây nó hơi loe. Đây là một cái cung Unility Art khá là đẹp rồi. Chúng ta sẽ chúng ta kiểm tra hai cái đoạn phân đoạn mà đi vào răng hàm và phân đoạn đi vào răng cửa nó có cân xứng không. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn từ một phía bên này. Bây giờ chúng ta đặt xuống mặt sàn là thấy hai cái phân đoạn răng hàm và phân đoạn răng cửa nó phải nằm trên cùng một mặt phẳng khi chúng ta đặt trên mặt sàn như thế này. Đó. Nếu có một cái sự xoắn dây thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại ngay tại lúc này. Chúng ta có thể sử dụng một mặt phẳng đen như là mặt của cái mặt của cái điện thoại. Đó. Chúng ta đánh giá xem thử là nó có bị vênh lên ở chỗ nào hay không. Đưa lên ngang tầm mắt để chúng ta nhìn. Yeah, chúng ta có nhiều cái tấm template hoặc là những tấm gỗ để chúng ta với mặt phẳng tốt để chúng ta đặt lên. À, kiểm tra một cách chi tiết. Và đây là cung thiện ích và chúng ta sẽ đưa vào trong cái miệng. Chúng ta sẽ kiểm tra lại xem từ cái sự cân xứng không. Chúng ta đưa vào ống ống phụ ở về phía nướu của cái tuýp răng số 6. Kiểm tra sự cân xứng. Xem là nó thụ động thì nó sẽ ổn không. Nếu mà thụ động thì chúng ta đặt vào cái răng cửa thì sẽ không có cái lực. Và xem thì nó có bị cọ vào mô mềm là như là nướu hay là má không. Dây đã được lắp hoàn toàn vào đây rồi. Chúng ta kiểm tra xem có thụ động hay không. Khoảng cách 2 mm ở hai bên của cái răng cửa bên và hai cái phần mà đi vào cái răng số 6 thì nó được đi sát vào cái mép của một tuýp. Đó. Thì đứng là phải chạm ngay đấy. Nó là phải nằm ngay sát phía mép gần của răng răng hàm. Ở ống răng hàm có dư một chút dây ở đuôi để chúng ta có thể bẻ khóa đuôi dây. Chúng ta không nên để cắt ngắn quá, bởi vì ngắt ngắn quá chúng ta không khóa đuôi được thì chúng ta sẽ phải bẻ lại. Nhìn từ mặt nhai xuống xem thử có bị chạm vào cái mô nướu không. Đó. Đây là đang UA đặt ở tư thế thụ động. Đó là cách để chúng ta bẻ ra cây cung UA. Cung thiện ích có rất là nhiều tính năng tùy thuộc vào cái việc chúng ta kích hoạt nó như thế nào. Ở đây thì chúng ta xin nhớ là chúng ta sử dụng cái dây Blue Zeloy 16 inch. À, cho nên là tiết diện của nó là tiết diện hình vuông. Kềm chúng ta sẽ có hai kềm kềm nan này và kềm La Rosa. Đó. Và kềm de La Rosa. Đó, cái mỏ nó rất rộng như thế này, nó trơn và bóp và nó không bị gập dây. Đó, rất rộng. Chúng ta có thể có sự hỗ trợ của một cái kềm de la rosa, cái mỏ hẹp. Và cũng có thể là gì? Để kích hoạt thì chúng ta sẽ
sử dụng cái kem Omega Tweet như thế này để dùng để kích hoạt. Trong cái trường hợp mà chúng ta cần kích hoạt ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái kem Omega này để chúng ta kích hoạt trên cái UA. Có thể dùng WenGuard để đưa dây, WenGuard để đưa dây vào và luồn dây, hoặc là khóa đuôi dây gắn vào lấy ra và khóa đuôi. Khóa đuôi dây. Thế còn đây là kem cắt dây. Kem cắt dây. Thì kem cắt gần hoặc cắt xa, chúng ta cần phải đảm bảo cái kem tốt. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.